bóng la xe đò lục tân thân thang quen ơi nhớ tiếng qua giang tìm bánh bông lan nhĩ vàng cánh trắng còn bánh bông lan cánh vàng nhĩ cũng vàng luôn vậy mẹ vẫn lâu thì trong bụng thấy buồn chắc là mai mốt tôi về ở luôn nơi này. Ủa mà sao cô hai nín thinh không nói một lời, ông bà mình có biểu thế có ăn thì có nói, sao có ai hà tiện từng lời từng tiếng vậy cô hai. Nói vậy nãy giờ tôi nít khá chục cái bánh bông lan, chắc là tôi phải ở đây nói hoài cho tới tôi. Vậy cho cô hai thôi làm sao cho đành đòn, trong khi chỉ tại nhớ cái bánh bông lan mà từ ở trên xứ tôi lặn lội xuống dưới này. Chắc tại người đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài. Ủa, nói vậy không phải à, mà chắc nhờ tay nướng khéo đó. Bộ không phải, mà cô hai nè, cô ác làm chi vậy? Không lẽ tôi nói tôi nhớ, tôi xuống dưới này là tại vì tôi nhớ, nhờ bánh bông lan. Bông lan mà hâm miệng kề bước lên cũng được, có mấy bữa đâu mà có ai phải bận lòng.
Dạ, cái nghề làm bánh đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng, còn phải khéo tay nữa. Cô hai tốt bụng vậy tôi cảm ơn, nhưng ngặt một điều là tôi chưa có vợ. Dạ, từng tuổi này mà tôi còn ở vậy, còn mình ên hà. Lọc lừa kén chọn gì đâu, nhưng chắc tại cái mùi vị bánh bông lan mà cả đời tôi quên không được. Cảm ơn cô hai, mà cô hai nè, sao tôi nói cái gì cô cũng bàn ra hết trỗi vậy. Thôi thì nói gần nói xa, hôm qua nói thiệt, tôi lặn lội xuống dưới này là tại vì tôi nhớ, nhớ cô hai.